Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tôm Vẽ Tranh này của mình. Hôm nay hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về chú hà mã này nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn bức tranh đấy rồi. Và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh này những cây bút chì màu của mình. Mình sẽ tô màu cho chú hà mã này bằng cây bút chì màu tím này của mình nhá. Cành thì làm rõ lắm, biết đến lúc tàu có được đồng nào không. Này, đang uống cả đi. Để kháng quan trọng hơn, kháng là để kháng tiền về. Chốt vì ấy đi anh Long để làm video kháng nào. Mây này thì mình sẽ tô màu xanh dương này nhá. Thank you.
cho phần đường đất này nhé. Chưa trải nghiệm thôi. Và bức tranh thì chú Hà Mã này sẽ được mình hoàn thành rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like, ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.